Trong chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 10 tháng của năm 2022 và kết quả thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên phạm vi toàn tỉnh. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Theo báo cáo của Công an tỉnh, 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy được đưa vào thống kê, trong đó có một vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại công ty Skyview Huế ngày 13 tháng 6 năm 2022. Về kết quả tổng rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn tỉnh, đến ngày 7 tháng 11 năm 2022 đã hoàn thành kiểm tra đối với 2.383 trên 12.304 cơ sở. Đối với lực lượng công an đã kiểm tra đạt tỷ lệ 32,86%. Ủy ban nhân dân cấp xã đã kiểm tra đạt tỷ lệ gần 17%. Qua kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện 69 trường hợp vi phạm, đề xuất xử phạt với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, trong đó chú trọng các hoạt động kiểm tra, xử lý, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại cơ sở như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong triển khai phòng ngừa, tuy nhiên tình hình cháy nổ trên địa bàn khu công nghiệp, khu dân cư vẫn còn diễn biến phức tạp, thiệt hại về tài sản gây ra tăng cao. Bên cạnh đó, một bộ phận chủ cơ sở vẫn chưa thực sự quan tâm, xem nhẹ hoặc thực hiện phòng cháy chữa cháy một cách đối phó. Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, trọng tâm là giảm số vụ cũng như thiệt hại do cháy gây ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị lãnh đạo các sở ngành cùng chính quyền các cấp bám sát chặt chẽ nội dung kế hoạch số 79 ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trọng bổ sung kinh phí, tăng cường mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy, xây dựng quy chế và sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Về kế hoạch tổng rà soát kiểm tra về phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đợt cao điểm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu từng tuần đã đăng ký, đảm bảo đến ngày 12 tháng 12 năm 2022 phải hoàn thành 100% cơ sở được kiểm tra về phòng cháy chữa cháy. Trong thực hiện đợt tổng kiểm tra phải ưu tiên trước đối với các cơ sở nguy hiểm, cháy nổ, tập trung đông người như karaoke, bar, vũ trường, chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng. Kết thúc đợt tổng kiểm tra, yêu cầu Công an tỉnh tổng hợp tình hình, đánh giá đúng thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh, tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh những giải pháp tổng thể căn cơ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.